Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi. Vâng, xin chào các bạn. Tôi tự giới thiệu, tôi là Bùi Đức Quyết, là một trong những người sáng lập của kênh Sức khỏe GH Shop. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn về một loại nấm vô cùng đặc biệt và quý hiếm, đó là nấm chaga, mà rất nhiều bạn thời gian vừa qua đã hỏi tôi. Nấm chaga là gì? Nó là một loại nấm vô cùng quý hiếm, sống ký sinh, trồng trên tất các cái thân cây bạch dương ở những vùng khí hậu rất là giá rét, trong cái môi trường khắc nghiệt, những nơi mà nhiệt độ có thể xuống đến âm dưới 45 độ C. Nó có hình dạng không giống bất cứ một cái loại nấm thông thường nào, mà trông nó giống như các cái cục gỗ mà cháy xém như than đen. Rất ít nơi có thể tìm thấy loại nấm này. Một số nơi có thể kể đến là các vùng núi như là Chiang Mai của phía đông bắc của Trung Quốc, hay là đảo Hokkaido của Nhật Bản. Đặc biệt là xuất hiện nhiều nhất và giá trị nhất ở các cái khu rừng Bạch Dương ở Nga. Ngoài ra thì có Hàn Quốc và một số nước ở Đông Bắc Âu, khu vực phía Bắc của Hoa Kỳ, hay tại vùng núi phía Bắc Carolina của Canada. Nấm chaga thì được coi là một loại dược liệu trong y học dân gian châu Âu, của Nga và các nước Đông Âu. Tiềm năng của loại nấm dược liệu này là vô cùng tuyệt vời và đang tiếp tục được nghiên cứu. Một số các quốc gia như là Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Siberia, vân vân, thì đã sử dụng cái nấm chaga này từ rất lâu, như một loại thuốc dân gian và vô cùng quý. Người Nhật thì gọi nó là kim cương rừng, trong khi đó thì người Siberia thì gọi một cái tên rất là mỹ miều, đó là quà tặng của Chúa Trời. Còn với người Trung Quốc thì tôn sùng nấm chaga thành một gọi là vua của các loài nấm. Vì thời xa xưa, các vị vua chúa của Trung Hoa thì đã coi nấm chaga là một trong những dược liệu tuyệt vời để sống trường thọ. Còn cái tên gọi khoa học khác của nấm chaga là Illolotus obniquis, là một loại nấm thuộc dòng họ Himalochetrarus. Thưa các bạn, ngày nay thì ở nhiều quốc gia trên thế giới, nấm chaga đã được sử dụng làm thực phẩm chức năng cho mọi đối tượng, từ người già cho đến trẻ nhỏ đều có thể sử dụng. Hơn nữa, với những ai đang mệt mỏi khi dùng nhiều cái loại thuốc tây, thì nấm chaga là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời và đúng đắn để giúp cho chúng ta hỗ trợ điều trị, đẩy lùi các căn bệnh mãn tính hay nan y. Và trên đây thì là cái video tôi chia sẻ cho các bạn biết được cái nấm chaga là gì, và cũng là giúp cho các bạn có thêm một cái sự lựa chọn, một loại dược liệu quý để giúp chúng ta có thêm cái phương pháp phòng bệnh và hỗ trợ đẩy lùi các căn bệnh mãn tính hay nan y. Còn các bạn còn băn khoăn hay thắc mắc để tìm đến một cái địa chỉ uy tín để mua và sử dụng cho mình hay người thân, hãy liên hệ ngay với GH Shop của chúng tôi qua số điện thoại 0987 69 7007 hoặc 0902 284 189 để được tư vấn mua hàng và hướng dẫn sử dụng cách hiệu quả nhất. Hoặc có thể đặt mua qua website ghshop.vn. Và chúng tôi cũng rất hân hạnh nếu quý vị đến trực tiếp địa chỉ của GH Shop tại số 39 ngõ 32 trên 65 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội. GH Shop với tiêu chí sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi, cam kết cung cấp hàng chính hãng, đảm bảo chất lượng và uy tín, giao hàng ngay khi nhận được yêu cầu của quý khách hàng. Đội ngũ chuyên gia tư vấn thì chuyên nghiệp và tận tình 24/24. Khi nhận hàng thì các bạn có thể kiểm tra trước khi thanh toán. Nếu phát hiện hàng giả và hàng không đúng như yêu cầu, chúng tôi có thể bồi thường gấp đôi giá trị đơn hàng. Và quý vị hãy đừng quên, hãy đăng ký subscribe kênh, tức là bấm vào cái chuông phía bên phải của video này, để chúng ta sẽ nhận được cái video tiếp theo của GH Shop. Ngoài ra thì quý vị có thể chia sẻ cái video tuyệt vời này lên các mạng xã hội. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau ạ.